Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm lại cái biểu tượng My Computer. Nếu máy tính của bạn bị mất cái biểu tượng My Computer thì chúng ta sẽ rất khó vào các ổ đĩa của chúng ta. Vì vậy các máy tính đều phải có cái biểu tượng My Computer. Đây, chúng ta sẽ vào các ổ đĩa của chúng ta đó. Nếu mà mất chúng thì chúng ta sẽ rất khó vào. Đây là cái biểu tượng My Computer được xóc kết ra. Bây giờ chúng ta sẽ xóa nó đi. Đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta không còn cái biểu tượng My Computer nào hết. Thì có hai loại My Computer: My Computer được xóc kết và My Computer gốc. My Computer gốc thì nó không có biểu tượng cái mũi tên kế bên. Thì mũi tên cái bên thì nó là mắt thẩm mỹ thôi, chứ không có gì, hết. My Computer nào cũng vào được hết đó các bạn thấy không? My Computer nào cũng có tác dụng như nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vào Win, chúng ta sẽ click chuột phải vào My Computer này, chúng ta sẽ show on desktop. Như vậy là cái biểu tượng My Computer của chúng ta đã xuất hiện. Đây là biểu tượng My Computer gốc nên không có cái biểu tượng socket. Bây giờ tôi sẽ socket ra theo các bạn thấy có mũi tên kế bên không? Bây giờ mình xóa nó đi. Thấy không? Các bạn thấy rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công nha.